Jack Tiger Prototype, Jack Tiger nguyên mẫu, hay mình sẽ gọi là Jack Tiger cấp 9 stock đây. Xin chào anh em đã quay trở lại với K9. Trước mặt anh em là một trong bộ ba độc quyền ở châu Á lần này, Jack Tiger Prototype, pháo chống tăng tấn công cấp 8 của Đức. Được rồi, trước khi chiếc xe tăng này vào trong game, chúng ta đã có hai chiếc Jack Tiger bao gồm 8,8cm và sơ đồ công nghệ cấp 9. Nhưng anh em có biết chiếc Jack Tiger Prototype này cùng thời với chiếc KV4 KTTS cũng đã có ở trong game từ lâu rồi, chỉ dành cho các mod của Gaming chơi thôi, và lần này tiếp tục đào lên và thả xích cho nó. Đúng là chiếc xe tăng này mình đánh giá là tốt hơn so với chiếc Jack Tiger 8,8cm, bởi vì kia là MM+1 mà, còn đây là MM+2 nên tốt hơn là phải rồi. Nhưng đáng lẽ nó phải thả cách đây 5 năm như cách mà mình nói chiếc KV4 KTTS. Còn bây giờ nó có tốt ở hiện nay không? Hãy cùng mình tìm hiểu. Về phần so sánh, mình có đặt cạnh 3 chiếc xe tăng bao gồm G-Panther 2, Ferdinand và Jack Tiger full stock mua mới luôn nha anh em. Đều là khẩu pháo 128mm sát thương 490, độ xuyên trung bình đạn AP, đạn vàng, đạn nổ cũng giống như nhau. Tiếp theo nữa là thời gian nạp đạn thì có vẻ như chiếc Jack Tiger Prototype đuối hơn so với G-Panther 2 và Ferdinand. Cái này cũng dễ hiểu thôi, khi mà Jack Tiger Prototype ấy, nó là vai trò tấn công, còn G-Panther 2 và Ferdinand là toàn diện. Tiếp theo là cái độ nâng hạn hồng thì chúng nó cũng gần như nhau. Thời gian ngắm và phân tán y hệt nhau luôn ạ. Cái khẩu pháo này dùng chung quá nhiều ạ. Tiếp theo nữa là sát thương trung bình mỗi phút, mình nói rồi, do chúng ta nạp đạn chậm hơn khoảng 1,25 giây nên sát thương trung bình cũng chỉ trên 2000 thôi. Khả năng sống sót thì sao? À, mình sẽ tắt chiếc Jack Tiger đi nhá, mình chỉ so sánh một chút cái hỏa lực stock của nó thôi. Anh em thấy đấy, 1600 máu ở chiếc Prototype. Đây là số máu tốt nhất pháo chống tăng cấp 8 anh em ạ. Vâng, bây giờ hãy tự tin và nói đi, top 1 số máu TD8. Phần giáp thân 250, tất nhiên rồi, tốt hơn so với G-Panther 2 và Ferdinand. Ferdinand nguyên cái má của nó yếu lắm. Anh em mà chơi Ferdinand khá là ức chế về cái khoản bị đục phần má. Còn chiếc Jack Tiger thì sao? Nó cũng không khác biệt lắm so với con 8,8 và con sơ đồ công nghệ. Thì nó cũng dày khoảng 250mm hiệu quả thôi, bởi vì nó khá là vuông, gần như dựng đứng mà. Nhưng anh em nghiêng một chút thì có thể lên tới khoảng 280. Tiếp theo là độ cơ động. Thì mình không đánh giá cao chiếc Prototype bởi vì nó đi chậm lắm anh em ạ, 38 km/h vậy thôi, nhưng đa phần chỉ duy trì khoảng 20 cho đến 25. Mình đã phải mang nitro lẫn xoay trở trên chiếc Prototype. Một vài cái khác như là độ ẩn dấu hay là tầm nhìn thì thôi mình sẽ bỏ qua. Quay trở lại với chiếc Jack Tiger Prototype, mình nói với anh em rồi, anh em hãy coi như đây là chiếc Jack Tiger cấp 9 stock. Chúng ta không có động cơ mắc, chúng ta không có khẩu pháo mắc và chúng ta có số máu bị thọt một chút. Về thiết bị thì mình vừa nói xong, mình đã phải mang nitro xoay trở và cuối cùng là thông nòng. Anh em thấy đấy, sát thương trung bình mỗi phút chỉ có hơn 2000 thôi, không quá cao, mình đã phải mang thông nòng. Nếu như anh em muốn chơi chiếc xe tăng này sống sót lâu hơn, có thể mang búp máu, có thể lên tới khoảng 1800 đấy nhỉ. Hoặc anh em chơi thép đệm cũng được, tùy anh em. Nói chung thì chiếc Jack Tiger Prototype không đến nỗi tệ. Hãy cùng mình chơi nó nhé. Mình đã từng trải qua chiếc Jack Tiger stock rồi, cho nên khi chơi lại chiếc Prototype, mình xin phép được nói câu này: làm ơn đừng cho tôi trải qua một cái cảm giác stock thêm một lần nữa. Đúng vậy anh em ạ, khi mà mình chơi chiếc Prototype này, mình không nghĩ là mình đang chơi một chiếc xe tăng mắc ở cấp 8, mà mình đang coi mình là một chiếc xe tăng cấp 9 stock anh em ạ. Anh em hãy mang thêm máu cho mình để được trải nghiệm chiếc Jack Tiger stock cấp 9 là như thế nào. Còn nếu như anh em không chơi chiếc Jack Tiger cấp 9, anh em chơi thẳng luôn chiếc Prototype, thì hãy coi như đây là phiên bản nâng cấp tốt hơn của chiếc Jack 8,8cm. Tại sao mình nói như thế? 8,8cm, khẩu pháo 240 sát thương, spam lẹt đà lẹt đẹt 4 giây 5 giây cho một viên. Mình hỏi anh em, nếu như chúng ta có cơ hội spam đạn vào kẻ địch thì rất là sướng, nhưng chúng ta chỉ bắn được một viên, kẻ địch cũng bắn chúng ta xong họ lùi lại, có phải chúng ta sẽ bị thiệt thiệt hại không? Nhưng chiếc Jack Tiger Prototype sẽ đáp ứng được cho anh em về cái việc bắn xong kẻ địch mất khoảng 1/2 hoặc là 1/3 cây máu, chúng ta sẽ lùi lại ngay. Gần 500 sát thương và chiếc EBU, mình đã phải chuyển sang đạn vàng anh em ạ. Đạn vàng của chiếc Prototype là hơn 300mm và cái tác pháo của chiếc EBU ấy không đùa đâu. Đạn thường của mình chưa chắc là bắn xuyên được nên mình đã phải chuyển sang đạn vàng. Mình vẫn tiếp tục trực anh ta, hy vọng anh ta sẽ đi ra và mình bắn được thêm viên đạn nữa. Đây rồi, cơ hội. 490 sát thương. Chỉ cần đâu đó khoảng 3 đến 4 phát đạn là chiếc EBU sẽ bay màu.
Wow. 566 sát thương và chiếc EMU 1951. Đúng là chỉ cần 3 phát đạn là tiêu diệt chiếc EMU. Ngon luôn, tiêu diệt anh ta. Đây là cái lợi thế của chiếc prototype so với chiếc 8,8cm. Còn so với chiếc Ferdinand thì sao? Nếu như chiếc Ferdinand được coi là toàn diện đúng không? Vai trò toàn diện đúng không? Nhưng theo mình Ferdinand chơi chẳng khác gì tấn công cả. Và mình đánh giá chiếc Dark Tiger này tốt hơn so với chiếc Ferdinand một chút là về cái phần giáp anh em ạ. Thực tế tốt hơn thì cũng chỉ tốt hơn khoảng một vài mm thôi, chứ chẳng tốt hơn được quá nhiều đâu. Đó, anh em thấy đấy, chiếc T28 và chiếc T34 họ vẫn đục phần má cũng như phần thân của mình bình thường. Bởi vì chiếc Dark Tiger không được úp ké chiếc Tiger. Chiếc Tiger trong sơ đồ công nghệ cũng đã được tăng thông số về giáp rồi, nhưng mà đám Dark Tiger không được. Nên cái đấy cũng là một điều hơi đáng tiếc. Pha vừa rồi nảy đạn á, đen thế. Mình cứ nghĩ rằng đã bắn xuyên được phần má của chiếc Renegade rồi cơ. Và ngon, 500 máu vào chiếc Renegade, sau đó lùi lại ngay. Mình biết được rằng đối thủ của mình ấy là chiếc Renegade bắn chỉ có 360 thôi. Rồi thì T28 bắn 400 sát thương đúng không? Thì việc mà mình đổi thiệt hại với anh ta, nó sẽ là một lợi thế. Đằng nào thì số máu của mình cũng nhiều nữa. Nhưng mà cũng phải kém kém lại nha anh em. Bây giờ máy chủ châu Á chúng ta 5m một viên đạn vàng vào mồm. Thì giáp của chiếc Dark Tiger nó cũng chẳng là gì cả. Rồi ra bắn chiếc CS nào. Mình thấy anh ta móc ở con đường giữa. Cơ hội, góc bắn 444. Công nhận nó chẳng ổn định gì cả nhờ. Lúc trên, lúc dưới. Tạm thời thì khoảng 3 phút chiến đấu mình cũng bắn được 3.400 sát thương rồi. Một con số khá là tốt với chiếc Dark Tiger. Đây là đánh cận chiến anh em ạ. Đánh cận chiến thì cơ hội mình gây thiệt hại nó cũng nhiều hơn, bởi vì khả năng mình bắn trúng kẻ địch nhiều hơn. Dark Tiger bắn tỉa cũng được. Nếu anh em chuyển sang đạn APCR thì chúng ta có thể thoải mái bắt mục tiêu xa hơn 1.100m trên giây. Chờ xem kẻ địch có ở đây không. Mình nhớ là trong cái lúc này thì mình không bắn được ai cả, mình chỉ trực thôi, xem kẻ địch có đi ra. Bây giờ nhá, từ nãy giờ mình đa phần chỉ so sánh với pháo chống tăng của Đức thôi đúng không? Mình không muốn nhắc đến con Scorpion, bởi vì con đấy là thiên về bắn tỉa và cái độ cơ động, cái độ linh hoạt của nó cao, chứ nó không bị khóa khẩu pháo trên thân. Bây giờ mình sẽ so sánh một chút với một pháo chống tăng tấn công khác ở bên Mỹ, Chiến thần TS-5. TS-5 có gì? Giáp tín hơn, thân hình nhỏ gọn hơn, cơ động hơn một chút, spam đạn tốt hơn. Vâng, sát thương trung bình mỗi phút của TS-5 ăn đứt chiếc Dark Tiger anh em ạ. Và số máu của TS-5 là 1.500, chỉ kém khoảng 100 máu thôi. Cái đấy cũng không đáng kể nếu như TS-5 cũng mang búc máu một chút, có thể so kèo được với chiếc Dark Tiger. Nhưng cái thân hình to và cồng kềnh, không có nhiều điểm yếu trên chiếc Dark Tiger, nhưng nó lại vuông anh em ạ. Đó, nhiều anh em sẽ nói rằng con Dark Tiger này không có điểm yếu đúng không? Ờ thì nó không có điểm yếu nhiều, nhưng mà cái phần giáp của nó vuông. Và anh em biết đấy, độ xuyên bây giờ ấy, xe tăng 2022 rồi, rất nhiều chiếc xe tăng đã có cái độ xuyên gần như nhá, gần như là trên 300. Mình có thể kể đến như là một vài chiếc xe tăng sau 1.0, có G-So này, có chiếc Su-130BM này, cũng trên 300 anh em. Đó, thêm một vài xe tăng khác như là chiếc PTK, đạn hit cũng trên 300, mình nhớ như thế đúng không? Hay là gần 300 mình không nhớ. Nhưng mà với những cái đạn như thế thì giáp của chiếc Dark Tiger khó có thể chống chịu được anh em ạ. Chia sẻ thật sự luôn. Được rồi, chiếc ES-3 anh ta đang tấn công kẻ địch. Đây là một điều không tốt cho lắm. Bởi vì mình đã đọc bản đồ ấy, thấy chiếc RSM bên địch chưa lộ hình. Và mình cũng đoán được rằng anh ta đang đứng sau tòa nhà, sau cái tòa nhà thờ này. Và mình đang trực anh ta, đề phòng anh ta chạy ra bắn chiếc ES-3A. Suy nghĩ của mình thì đúng đấy, nhưng anh ta không đi sang hướng này mà anh ta đi sang hướng còn lại. Thế là thành ra chiếc ES-3A đã tấn công một mình. Còn mình thì không yểm trợ được cho anh ta. Hơi xin lỗi đồng đội một chút. Nhưng không sao, chỉ số là 10 năm, bên mình lãi 5k máu. Và chiếc RSM mình đã chuyển sang đạn nổ. Anh ta đi ra. Cơ hội. Phát đạn này của mình bắn được trên 500 máu vào chiếc RSM. Và tất nhiên đạn hit của chiếc RSM đã bắn xuyên phần má của mình. Rất là đau anh em ạ.
Cái lúc này thì mình đã gài xuống lùi và đang suy nghĩ xem có lên tấn công không, bởi vì chiếc Peregrine băng đạn của anh ta 3 viên, RSM thì vẫn còn sống. Nhưng mà mình đã nhận ra là chiếc RSM vừa bắn, nên đây là cơ hội tuyệt vời của mình để tấn công chiếc Peregrine. Boras, chắc là Boras sẽ vào giải quyết chiếc RSM thôi. Đang lưỡng lự xem bắn ai. Thôi thì bắn chiếc Peregrine. Anh ta có 800 máu. Thằng nào thì mình cũng chẳng còn gì để mất cả. Vào bắn anh ta nào. Phát đạn cuối cùng. Anh ta đang đi ra. Rồi, sát thương nghiêm trọng nhưng không gây thiệt hại. Khả năng cao mình bắn vào giáp rỗng hay là bắn vào xích của anh ta hay sao ấy. Thôi được rồi, trận đấu này thì mình bắn được khoảng 4.000 sát thương nha anh em, bao gồm một viên đạn bắn bù. Và anh em thấy này, bộ giáp ở I022 đây. Trận đấu tiếp theo ở bản đồ Forza. Lâu lắm rồi mình mới đi cái cổng nửa G4 này anh em ạ. Bởi vì thường thường chiến thuật của mình hay chiếm cái vị trí E4. Còn pháo chống tăng thì có thể lên vị trí F8 bắn tỉa, hoặc là tăng hạng trung leo lên vị trí A839 để thọc sườn kẻ địch. Tuy nhiên anh em biết đấy, Jack Tiger thân hình to xác như chiếc Tiger 2 vậy, mình mà lên vị trí bắn tỉa E7, E8 hoặc là F8 ấy, lộ hình một cái thôi thành bia tập bắn ngay. Còn leo lên vị trí A8, A9 chắc hết nửa trận đấu mất. Bởi vì cái độ cơ động của chiếc Jack Tiger nó chậm. Nó thực sự nhá, nó thực sự là chậm. Mình đã nói rồi, không khác gì chiếc Jack Tiger động cơ stock cả. Thôi thì trực chiếc Bantera cho anh ta về gara luôn. Bây giờ thì quay lại cổng nước rồi. Mình nghĩ rằng sẽ chống cự ở đây kha khá đấy. Mình sẽ tận dụng cái tảng đá phía trước, chỉ lộ một chút phần cabin. Tất nhiên khi mà mình lộ cabin thì nó sẽ vuông góc đến hướng bắn của kẻ địch. Và mình sẽ lựa chọn xem những kẻ địch nào có độ xuyên dưới 250 thì mình sẽ đối đầu, trừ khi họ sử dụng đạn vàng nha. Được rồi, Vibera và T-34 là hai kẻ địch có độ xuyên đạn thường dưới 250. Mình có thể tự tin một chút để nhô cái phần cabin mình ra. Skoda T56. Cả hai loại đạn của Skoda T56 đều dưới 250 nên mình cũng tự tin một chút. Ôi, có cả chiếc Jack Tiger 8,8cm đấy kia gì. Được rồi, Vibera. Mình có thể đục được phần chán của chiếc Vibera. Overmatch nào. Ngon luôn, 463 sát thương. Và tất nhiên anh ta vừa ngắm vào đài quan sát của mình, may mà không gây thiệt hại. Thêm một phát đạn nữa được không? Đây rồi. Ngon, 516 sát thương nữa vào Vibera, anh ta phế luôn. Bởi vì phần chán của Vibera ấy chỉ có 30mm thôi. Khẩu pháo của mình là 128mm, nó có thể overmatch được mà anh em. Đây là một lợi thế lớn khi mà chúng ta chơi khẩu pháo cỡ lòng nó như thế này mà bắn ở phòng cấp thấp. Ui, Skoda T56 sử dụng đạn vàng luôn ạ. Nhưng mà mình cũng tính toán rồi, đạn vàng của Skoda T56 nó dưới 250 nên anh ta khó có thể bắn xuyên được phần má của mình. Pha vừa rồi mình lại không bắn trúng cụ U của Skoda T56 à? Hơi đen đấy. Tiếp tục tấn công nào. Thực ra là tiếp tục phòng thủ thì đúng hơn. Rồi, ngon. Cắn trộm được chiếc T-34 một viên, sau đó lùi lại ngay. Và Loge. Độ xuyên Loge là 230 mấy, cũng chưa chắc đã xuyên được phần má của mình. Sau một loạt đạn như thế thì mình nghĩ rằng kẻ địch đã bắt đầu sử dụng sang đạn vàng rồi. Họ cũng muốn tiêu diệt mình mà. Số máu hiện tại của mình là 1760. Mình mang búp máu anh em nhé. Thế rồi, Vipera. Cơ hội. Xuyên luôn. Lùi lại ngay anh em ơi. Rồi, Skoda T56 đã quay trở lại để trấn thủ vị trí cổng nửa F4. Đây là cơ hội lớn để mình có thể tấn công kẻ địch. Không xuyên được phần má của chiếc Loe rồi. Và đúng như vậy, anh ta đã sử dụng sang đạn vàng. Nhưng lúc đấy mình đang đứng ở dưới chân đồi. Cái đạn của chiếc Loe là ABCR, anh ta bắn vào phần nghiêng nào đó nên đã không xuyên. Anh ta vừa bắn, cơ hội tuyệt vời của mình để tấn công. Ui, xanh tâm mà mình cũng không dám kích còi anh em ạ. Chuyển về đạn thương, không cần sử dụng đạn vang. Hỏng động cơ anh em ạ. Ui, đúng là Tiger, đúng là xe tăng Đức đa phần đều để cái trục chuyển động ở phía trước nhờ. Hay bị hỏng động cơ thật đấy. Bây giờ thì mình sẽ để cho đồng đội tiêu diệt chiếc Loge và mình sẽ yểm trợ cho cái cánh giữa. Tấn công vị trí của chiếc Jack 8,8 nào. Ôi, ông Loge, ông ấy vẫn quay lại để bắn mình. Tuyệt vời. Đồng đội thì vẫn chưa giải quyết xong để ông ta bắn mình. Cháy.
Còn phát đạn vừa rồi gần 600 máu anh em ạ. 490 sát thương alpha và bắn được 595 sát thương vào chiếc Skoda T56 này, còn cháy nữa anh em ạ. Được rồi, tỷ số bây giờ là 6-7, bên mình đang gặp bất lợi khá là lớn đấy. Bên địch còn nhiều tăng hạng nhẹ, bên mình thì tăng hạng nhẹ hơi chiến một chút. Tấn công vị trí của chiếc rác nào, chỉ cần một hit nữa thôi là tiêu diệt được anh ta. Đây rồi, cơ hội phần thân xuyên được. Ồ, cạp đất kìa, cày thế nhở. Bây giờ thì quay trở lại căn cứ nào anh em. Mình nghĩ rằng bên mình khá là khó có thể tấn công vào vị trí D1, D2 căn cứ bên địch, bởi vì ấy, chiếc S1 đang thủ ở nhà rất là chắc chắn đấy. Anh em biết mà, S1 chỉ cần bắn đạn thường thôi cũng đã xuyên phần thân và phần má của mình rồi. Đó, anh ta vừa tiêu diệt chiếc M1 bên mình. Như vậy là bên mình không còn một con bắt nào cả. Rất mờ vừa bay, có chiếc Vibera đang chấn giữ ở nhà. Quay trở lại thôi anh em ạ, không công đâu, khó lắm. Tầm nhìn của chiếc Zack Tiger cũng không cao nữa, mình cũng chẳng mang đồ tầm nhìn, mình mang đồ cận chiến mà anh em. Quay trở lại nào, LC anh ta vẫn đang ở xung quanh căn cứ bên mình. CC67 chống cự được không? Cố lên CC67, bọn tôi đang đến đây. Kịp không đây anh em? Anh ta đang bị hai kẻ địch bao vây. Hay quá, CC67 vừa tiêu diệt chiếc KE. Anh ta lạp đạn mất rồi. Không ổn, không ổn. Nhanh nào, nhanh nào. Skoda T27 đang cố gắng chạy thoát. AMBT. Rồi, một viên. Cơ hội. Rồi, AMBT vừa tiêu diệt chiếc Skoda T27. Tạm thời thì bên mình lại có lợi thế về người, nhưng anh em lưu ý cho mình nhé. Pro 46 và S1 còn full máu, bên địch còn LC. Và anh em biết gì không? Bên mình không có tầm nhìn. Chiếc AMBT mình chơi chiếc xe tăng này rồi, có mang kính đi nữa mà không phải là kính tím hay đồ tím, thì chiếc AMBT khó có thể mắc được tầm nhìn. Bên địch có LC. Căn cứ bên trên ấy là một trong những căn cứ phòng thủ rất là tốt. Mình tính chờ cho chiếc Vibera để cùng đẩy, nhưng mà chiếc Vibera bên mình ấy, anh ta đi lẻ anh em ạ. Anh ta đi lẻ và bay màu rất là sớm, thành ra bên mình bị thọt mất số máu. Mình thì cũng chỉ còn 1.000 máu thôi. Hai chiếc CC là khoảng 1 đến 2 hit là bay bầu. Và AMBT tấn công một mình. Tấn công một mình như thế này là không ổn rồi. LC mà soi thấy là bay bầu ngay. Cái trận đấu này chính là cái trận đấu mà meta xưa thua meta hiện tại. Nói vậy thì cũng đúng một phần, bởi vì anh em biết đấy, cách chơi hiện nay nó thiên về độ cơ động, thiên về độ linh hoạt và cái tầm nhìn là chủ yếu. Bây giờ nhá, ở những cái bản đồ nó rộng lớn như thế này, nhiều cây cỏ như thế này, ông nào không có tầm nhìn xác định luôn. Bay màu luôn chiếc M40 và AMBT vừa bị chiếc Pro 46 phục kích, đồng thời chiếc CC67 cũng vậy anh em ạ. Thấy không? Chiếc Pro 46 anh ta từ cái vị trí C2 C3 và chạy ra vị trí A5 phục kích hai tăng bên mình, bay màu luôn. Và bây giờ chiếc Vibera đang đi lẻ anh em ạ. Vibera thì đúng là có tháp pháo xoay được, nhưng mà cái độ cơ động này, rồi thì tháp pháo nó bị khóa này, thì chắc là khó đấy. Anh ta vừa bị S1 bắn. Trời ạ, mình mới ra hiệu chiếc Vibera quay trở lại đấy, chờ chiếc CC67 mà anh ta không chịu anh em ạ. Và chiếc Pro 46 anh ta vừa xoay mình. Cứ bình tĩnh nào. Khó lắm đấy. Bên này còn chiếc LC, anh em thấy chưa? Vibera tấn công một mình, S1 bắn xuyên, không trượt phát nào anh em ạ. Độ xuyên của S1 cao và trời ơi, cặp đất kìa. Và chiếc Pro 46 biết mình đang nạp đạn, anh ta lên xả đạn luôn anh em ơi. Lại tiếp tục hỏng động cơ. Đúng là tăng đức, đúng là tăng đức. Động cơ đặt ở đằng sau nhưng mà cái trục chuyển động thì ở đằng trước. Và bây giờ thì mình chỉ còn 400 máu thôi. Chiếc CC67 thì cũng vậy, mà bên địch còn S1 full máu, Pro 46 bắn đạn vàng, LC thì đi soi, thì anh em biết là cái trận đấu này nó sẽ đi về đâu rồi đấy. Rất là khó anh em ạ. Rồi, lộ hình rồi. Anh em biết tại sao mà mình không lùi nữa không? Nếu như mình lùi thì khả năng cao chiếc Pro 46 ở vị trí A6, A7 hoặc chiếc LC sẽ bắn tạt hông mình, và mình đang tìm một cái vị trí khác để che chắn. Nhưng LC, rồi xuyên anh em ạ. Khó quá. Đây rồi, có cái cục đá che chắn rồi, nhưng mà không thể nào, không thể nào ăn được với những kẻ địch có tầm nhìn anh em ạ.
bạn ai đây? Có ai đó cho tôi bắn thêm phát đạn nữa được không? Rồi xong, Bro 46. Anh ta đã lên tận vị trí C7 rồi. Trận đấu thứ hai là minh chứng cho việc rác và máu chưa chắc đã ăn được độ cơ động, độ linh hoạt và tầm nhìn đâu anh em ạ. Nếu như trong cái trận đấu đấy ấy, bên mình quay trở lại phòng thủ thì có thể sẽ là hòa đấy. Bên này chắc chắn là không tấn công đâu, bởi vì họ không đủ lực để tấn công. Nhưng nếu bên mình mà tách nhỏ lẻ ra tấn công như thế, bay bầu ngay, đặc biệt là trước Vibera và trước ABBT, họ không chờ đồng đội, họ tấn công một mình. Mình thì đã không có độ cơ động rồi, CC67 cũng vậy, đang rất là chậm, đang cố gắng lết đến mà họ đã tấn công một mình như thế thì không. Tiếp theo là trận đấu ở bản đồ Empire Border. Cái trận đấu này thì chỉ có nửa cuối là mình tận dụng cái khoảng là chặn đường thôi, hoặc là phòng thủ cái cánh ấy thôi. Chứ thực tế đấy thì trận đấu này mình bắn không được nhiều anh em ạ. Nhưng mà cũng master nha. Có lẽ là không có ai bắn nhiều chiếc xe tăng này nên mình đã master được. Ngắm lại chiếc ES5 nào. Vẫn đang trực anh em ạ. Đổi thiệt hại tí, làm gì căng đúng không? Lộ hình. Ái chà, KV4. Và ES5. Mình tính đứng lại anh em ạ. Mình tính đứng lại để chặn thiệt hại từ chiếc ES5. Nhưng mình vừa chợt nhận ra KV4 sử dụng nòng pháo stock và anh ta đang sử dụng đạn vàng. Anh ta có thể chặt xích mình đến bay máu mất, nên mình cũng phải chịu một thiệt hại từ ES5 và rút lui thôi. Chứ anh em thấy đấy, đạn vàng nó bay nhan nhản như thế thì giáp nào chịu cho được. Quay sang đây để yểm trợ đồng đội nào. Su 130 BM. Cơ hội. Ngon luôn, 495 sát thương. Nói chung thì anh em cũng không nên quá tự tin với những kẻ địch còn 500 máu nhá. Bởi vì sát thương của chiếc xe tăng này ấy, lúc lên lúc xuống, nó cứ như là tính tình của người yêu cũ về anh em ạ. Chia sẻ thật đấy, mình chưa bao giờ cảm thấy là chiếc xe tăng này có cái sát thương nó ổn định cả. Phát nào thì trên 500 thì vui, phát nào mà gần 300, gần 400, xin lỗi anh em, gần 400 thì khóc anh em ạ. Thật sự đấy. Mình đang cố gắng quay trở lại để trợ chiếc CDA. Anh ta đang cố gắng chống cự. Không biết là bên địch đã lên đồi chưa. Đây rồi, họ đã lên đồi. Không được, một phát đạn slap shot của mình không trúng chiếc CDA. Và bọn họ đang tấn công CDA bên mình. Tỷ số bây giờ là 10-5 rồi. Khả năng cao thắng là ok thôi. Nhưng mà cứ bình tĩnh một chút ở cái chỗ này. ES5 nha, anh ta đang di chuyển sang bên trái. Khả năng cao sẽ làm thế gọng kìm mình. Rút lui một chút anh em ạ. Theo mình thì không nên đứng ở trên này quá cao. Bọn họ có thể sẽ chạy ra bắn mình được, hoặc là phá hủy xích để giam mình lại trên này. Vừa thấy đổ cây bên trái. Rồi, KV4 bên phải này, lùi thôi. Xin một viên sau đó lùi. Đấy, anh em thấy đấy, 456 này, số đẹp. Nhưng mà so với Alpha Dan không đẹp chút nào. Mình và chiếc KV4 KTTS đang cố gắng phòng thủ cái cổng nửa này. Ui, hai thế hệ cùng thời với nhau. Ui, xin chào KV4. Sau 5 năm, sau 6 năm mới được thả. Bạn như thế nào rồi? Cảm giác của bạn có giống mình không? 449. CDA không cần sử dụng sang đạn vàng, có thể bắn xuyên được phần bá của mình. KV4 đang chạy xuống. Cơ hội. Đây rồi. Đó, anh em thấy không? Sát thương mỗi viên của chiếc xe tăng này thực sự không ổn định chút nào. Phát thì cao, phát thì thấp. Tiêu diệt chiếc KV4. Hình như anh ta hỏng thùng đạn hay sao? Hay là anh ta cố tình đâm mình ta? Mình nghĩ rằng là KV4 cố tình đâm mình. Và bây giờ CDA. Ngon luôn. Lùi lại nào. Không được, ES5 đã tiêu diệt mình. Anh em thấy đấy, pha vừa rồi là một sự kết hợp của hai ông thần. Hai ông thần bị xích lại bao nhiêu năm trời mới được thả ở năm 2022. Đúng xe nhưng không đúng thời. Trời ơi, vua mình ơi, đang làm gì vậy? Thành tích của mình khi mà bắn chiếc prototype đa phần từ 2.000 cho đến 4.000 sát thương. Khẩu pháo này ổn mà, không đến nỗi tệ đâu. Chỉ là nạp đạn chậm hơn so với chiếc Ferdinand và Zibanter 2 thôi. Bản đồ phố do mình bắn được gần 5.000 sát thương, chặn được gần 2.000. Nhưng anh em thấy đấy, giáp và máu thua cơ động và linh hoạt tầm nhìn. Tiếp theo, bản đồ Rumbert, mình chỉ bắn 4.000 sát thương thôi, nhưng mà cũng lấy được M rồi. Khả năng cao là mình đánh cận chiến anh em ạ. Tiếp theo nữa, bản đồ Empire Border, mình cũng chỉ bắn được 3.600 thôi, nhưng cũng lấy được M anh em ạ. 1.178 kinh nghiệm gốc. Khả năng cao, những CC khác đang chơi chiếc xe tăng này cũng gặp phải tình trạng như mình là chậm. Vâng, chậm, bán máu để lấy thiệt hại.
phòng thủ thì cũng chưa chắc đã ăn được đâu. Bởi vì nếu chúng ta phòng thủ, che phần gầm đi, phần má vẫn chưa đủ để chống chịu. 250 mà anh em, làm sao bo tròn bì được với chiếc TS5 hay nghiêng nghiêng dày dày như Vibera và CC67 đó. Nếu như anh em hỏi mình là chiếc Jack Tiger Prototype này nó có tốt không và ở hiện tại nó đang như thế nào, với cá nhân mình nhá, mình đã chơi 8,8 cm rồi và Jack Tiger cấp 9 rồi, thì chiếc Jack Tiger Prototype ở mức trung bình tốt. Nhưng ở 2022 khi đã có nhiều pháo chống tăng cơ động linh hoạt, táp pháo xoay được rồi, thì mình nghĩ rằng không nên chọn chiếc Jack Tiger Prototype để chơi. Scorpion của Đức đang vẫn rất hot, dù đã ra mắt từ 2017 nếu mình nhớ không nhầm là như thế, mà nó vẫn ổn, vẫn ngon, vẫn được nhiều người săn đón. Theo mình hãy chọn chiếc Scorpion G nếu anh em muốn cày pháo chống tăng của Đức, hoặc anh em có thể chọn những pháo chống tăng khác để chơi linh hoạt hơn như PTK này, đó, GSO này, một vài pháo chống tăng cũng xoay được tác pháo như Vipera, đó, rất là nhiều những pháo chống tăng gần đây mà Winning đã ra mắt để giúp cho chúng ta chơi tốt hơn, cái kiểu giống như tăng trung ấy. Đó là suy nghĩ của mình thôi, chứ xe ai thì người ấy chơi, đúng không anh em? Mình chỉ review theo cái phương nhìn của mình thôi, cũng như là cố gắng làm sao khiến anh em làm quen được tốt nhất với chiếc Jack Tiger Prototype nếu như anh em có. Thôi thì sau một vài năm dài đằng đẵng, cuối cùng nó cũng đã được thả và không đúng thời. Tổng kết về đội của KTTS chấm hết. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu thấy hay và ích thì đừng quên thích video, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Bye bye.